không gian yên bình và xinh đẹp nơi đây chuẩn bị diễn ra một cuộc đại chiến. Có bao nhiêu là chơi khô máu bấy nhiêu không? Khô máu nha. Chơi khô máu luôn. Không biết một cái gì sử dụng luôn. Đại chiến săn ảnh là chương trình giải trí kết hợp du lịch khám phá với những trải nghiệm chụp ảnh mới lạ chưa từng có. Chương trình có sự tham gia của hai đội chơi, một đội chơi gồm hai thành viên, một nghệ sĩ giải trí và một nhiếp ảnh gia. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt cùng nữ ca sĩ Hoàng Huyến Di và nhiếp ảnh gia Nguyễn Thành là những đội chơi đầu tiên. Họ sẽ được trải nghiệm những vùng đất mới lạ, hòa mình vào những phong tục tập quán của người dân địa phương và thực hiện những thử thách chụp ảnh đầy thách thức. Đội chơi chiến thắng sẽ giành được giải thưởng đặc biệt từ chương trình. Kinh nghiệm lừa đảo chơi ma sói đồ đây là không mặc nó xạo. Không, em không lừa xạo, con chó nào nó chết. Những thử thách nào đang chờ đón hai người chơi, ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng? Em không tin anh nào. Hệ thống sách tập đầu tiên được phát sóng vào ngày 26 tháng 7 năm 2020 trên kênh YouTube của Viva Network. Anh đừng có chèo nữa.